Sáng nay, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013 và sơ kết 5 năm thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. Theo báo cáo sơ kết của Ban Chỉ đạo, những năm gần đây, thiên tai diễn biến rất phức tạp và khó lường, với tần suất và cường độ ngày càng tăng. 5 năm giai đoạn 2008-2012 diễn ra khốc liệt và bất thường hơn 5 năm trước. Đặc biệt trong năm 2012, bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện sớm hơn bình thường và kết thúc muộn hơn so với trung bình nhiều năm, tập trung nhiều hơn ở Nam Bộ. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt từ trung ương tới địa phương, sự phối hợp đồng bộ của các bộ ngành, trong đó có các cơ quan thông tin, tuyên truyền như Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam cùng các cơ quan báo chí khác, số người bị chết do thiên tai 5 năm 2008-2012 đã giảm 7,9% so với 5 năm trước. Có thể nói rằng là công tác cứu hộ cứu nạn là một vấn đề hết sức quan trọng, được Đảng, Chính phủ và các bộ ngành và địa phương rất quan tâm. Chính vì thế cho nên là những năm gần đây cái tình thời tiết diễn biến phức tạp như vậy, số vụ việc tăng lên nhưng mà số người chết giảm đi và số người và phương tiện được cứu thì tăng lên. Đại diện nhiều địa phương tham dự hội nghị trực tuyến cũng đã nêu những khó khăn trong công tác phòng chống lụt bão hiện nay. Sạt lở đã xảy ra ở một số tuyến đê sông, đê biển sung yếu tại Phú Thọ, Nam Định, Hải Dương và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Một số tỉnh Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và các tỉnh Tây Nguyên đề nghị gia cố các hồ chứa nước. Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị nghiên cứu giải pháp đối phó với triều cường gây lụt lội vẫn diễn ra từ nhiều năm nay. Đại diện cơ quan chức năng cũng đề nghị tăng cường đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác dự báo, cảnh báo trong bối cảnh diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp. Tất cả các cái hệ thống quan trắc đo đạc của chúng tôi thì hiện nay phải nói rằng là cũng còn rất là khiêm tốn. Cụ thể là còn thiếu các cái trạm phao thả trên biển để có thể là kiểm soát được các cái cơn bão ở trên biển. Thế rồi là ở trên đất liền thì hệ thống quan trắc cũng còn rất là thưa. So với các nước tiên tiến thì chúng ta mật độ quan trắc cận các thả thưa rất nhiều. Tiếp nhận ý kiến của các bộ ngành và địa phương để điều chỉnh chiến lược phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương cũng nhấn mạnh do điều kiện ngân sách đang rất khó khăn, yêu cầu các địa phương linh hoạt, chủ động trong việc tu bổ đê điều, có phương án chuẩn bị theo phương châm 4 tại chỗ, giải quyết dứt điểm những điểm nóng hiện nay, trước mắt sẵn sàng cho mùa mưa bão năm nay, dự kiến cũng sẽ diễn ra sớm hơn và kết thúc muộn hơn so với mọi năm.